Xin chào anh Huỳnh Văn Dương ở Tây Ninh, anh Nguyễn Hải Long ở Quảng Minh, Quảng Ninh, anh Trần Đức Hòa ở Gia Lai và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ kết hợp 3 sản phẩm của ba anh mua bên em để em test trong video này. Đó là micro không dây. Đầu tiên em sẽ test sản phẩm cho anh Huỳnh Văn Dương ở Tây Ninh. Anh đặt hàng bên em là một bộ 2 mic không dây màu tím hồng. Cái bộ mic này bên em đang bán với giá là 545.000. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua các cái sản phẩm ở trong video này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên Sen Đỏ Shopee. Bên mình có shop trên đó tên là Linh Kiện 789, các bạn vào đó đặt hàng cũng được. Và đầu tiên thì em bỏ pin vào hai tay mic có màn hình sáng như thế này. Ở dưới mạch thu nó cũng sẽ có hai bóng đèn sáng báo là đã kết nối sóng. Bây giờ em sẽ tắt bớt một bóng đi nhé. Đó, như vậy là nó đang kết nối còn một bóng thôi. Bây giờ em sẽ test hai sản phẩm này nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là tất cả hai sản phẩm đều hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên đây để gửi hàng cho hai anh. À, cho anh. Và sản phẩm khi các bạn mua hàng nó sẽ có bao gồm là một mạch thu, hai tay mic, và bên mình có tặng kèm theo một cái jack cắm đơn 5 chân để các bạn có thể kết nối nguồn và kết nối tín hiệu đi vào cái mạch này. Đây là ký hiệu trên cái bộ sản phẩm của anh. Và xin cảm ơn anh Huỳnh Văn Dương đã sử dụng tin tưởng và sử dụng các cái sản phẩm của bên em. Em sẽ để cái sản phẩm này sang một bên. Tiếp tục em test sản phẩm cho anh Nguyễn Hải Long ở Quảng Ninh. Anh đặt hàng bên em là một bộ một mic không dây màu đen. Và cái bộ một mic không dây màu đen này bên em đang bán là 300.000. Và hiện tại cái đơn hàng này thì anh đang đặt ở trên Sen Đỏ. Tổng cả phí vận chuyển và tiền hàng đến khi anh nhận hàng thanh toán là 313.000. Như vậy là tính ra thì anh mất có 13.000 tiền phí trong cái đơn hàng này thôi. Đấy. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là cái bộ số 2 này cũng hoạt động rất tốt. Và trên đây là ký hiệu của cái bộ sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hải Long cũng đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên em. Em sẽ để sang một bên. Và cuối cùng em test sản phẩm cho anh Trần Đức Hòa ở Gia Lai. Anh đặt hàng bên em là một bộ 2 mic không dây màu tím hồng. Bộ này là 545.000. Và nếu như mua hàng trực tiếp với bên em thì cái phí chuyển hàng mặc định nó là 30.000 trên một đơn hàng. Còn nếu như các bạn mà mua trên Sen Đỏ Shopee, phí vận chuyển hết bao nhiêu thì do bên vận chuyển trên hệ thống của Shopee hoặc Sen Đỏ người ta tính, cho bên mình cũng không tính.
Rồi ở trên đây là hai màn hình này, dưới đây cũng tương tự như vậy này, tắt bớt một mic này. Đó. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, như vậy là tất cả các cái sản phẩm ngày hôm nay anh test sản phẩm cho các anh đều hoạt động rất tốt. Cái bộ này nó đã có ký hiệu sẵn rồi. Vâng, và trên đây là ký hiệu cái bộ sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh Nông Văn Hải đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả ba anh cũng đã ủng hộ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.